Phần 2, tôi xin chia sẻ mọi người về bước ngoặt của tôi. Làm cách nào mà tôi thoát khỏi sự phụ thuộc vào thương lái. Và quyết định bước ngoặt của tôi ở đây, đó chính là quyết định tìm ra một hướng mới. Và tôi đã tìm ra cái hướng đó chính là sử dụng máy sấy nông sản. Với máy sấy này, tại sao nó lại giúp cho tôi là quyết định bước ngoặt? Thì xin mời mọi người theo dõi những lý do bên dưới đây. Đầu tiên, máy sấy giúp tôi tăng thời hạn bảo quản lên rất là tốt cho nông sản của tôi. Tôi không còn phải lo hư hỏng gì nữa. Do đó tôi không sợ bị ép giá về mặt thời gian, cũng không sợ về mặt giá cả. Tôi sẽ tự chủ tìm đầu ra cho mình luôn. Điều thứ hai, sử dụng máy sấy nông sản giúp nâng cao cái giá trị của sản phẩm tôi lên rất là nhiều lần. Tôi không còn phải bán hàng tươi nữa. Khi tôi chế biến sang hàng khô thì giá trị sản phẩm tôi đã lên một khúc rồi. Và đó chính là giá trị tăng thêm của sản phẩm mình. Mình có thể nâng tầm sản phẩm mình lên, mình chế biến ra nhiều sản phẩm khác nhau và nâng giá trị cho sản phẩm nông sản của chúng ta. Và với mặt hàng nông sản sấy thì tôi không còn phải phụ thuộc vào việc bán hàng tươi nữa. Tôi có thể mở rộng thị trường của tôi ra. Tôi bán sản phẩm tôi đi từ Bắc ra Nam luôn, và thậm chí tôi có những mối họ xuất hàng đi nước ngoài luôn, và sản phẩm tôi đi được rất là xa. Do là thời gian sinh quản mình rất là lâu đó cả nhà. Do đó tôi có 3 lý do mà nó giúp tôi gọi đây là bước ngoặt, thì tôi quyết định chuyển mình sang sử dụng máy sấy nông sản là như vậy.